mấy này. Bây giờ anh em tôi sẽ đi cái siêu xe này đi mua đồ ăn, giờ đã đến trưa. Bây giờ tôi đi siêu xe này để chạy ra đến tới chợ chắc là không phải nằm tầm có một tiếng. Rồi bây giờ là tôi đi ra chợ để mua đồ ăn nhá các bạn nhá. Mà làm cái món gì đây nhỉ? Đây ra mua có cái món gì hay hay bắt đầu. Ra mua có gì hay hay gặp mua. Vậy thì mấy ông kia ở nhà? Nào có tiền không? Có đéo tiền đâu. Đấy. Đây có tiền không? Có tiền nhờ. Mua cái món gì đây? Nào có tiền không? Có tiền mua đồ ăn nhá. Có mì tôm không bác? Bán cho thùng mì tôm đây. Mì hảo hảo này. Hảo cũng được mà có cái loại thùng mì tôm giấy kia không? Giấy thì gạch không có mà đi. Đấy thùng này à? Mày lấy thôi đó. Thế nào? Cái này mì tôm này. Mì tôm mì kẹp đó. Ok này.
tôm với vụ đồng ấy. À. Cái gì mua mì tôm? Mì tôm với lòng vịt. Có gì là mì gì à? Không, mì tôm này. À, giờ mua mấy này à? Ôi, chơi cuối thùng. Chơi cuối thùng à? Đấy, chị ăn hết rồi này. Ăn hết đây. Nó không bán đây à? Mua cho mua gì rồi? Chơi cả thùng này. Chơi cả thùng này. Ôi, bỏ vào kia. Ôi, trời ơi. Ông mua đồng à? Đồng á. Đấy, chưa được mua cho cả nàng ăn à? Pha đi mà ăn đi. Đấy, chua thì. Được hết. Năm bộ cái này, ăn bữa ông 5 gói mì tôm với... Cái đấy mà ăn kiểu gì đây? Ăn được gì đây? Bỏ nước còn luộc sôi, nó luộc nong, luộc mì nên ăn. Mà sai mày đi mua thì mày trả đi mua trả cho rẻ. Ông khoe là khoe cái dàn siêu xe của ông thích. Ừ. Đó, cái xe người ta mới chở được cái thùng tôm. Mới có tiếng đồng hồ mà đi chợ về xong rồi anh ạ. Ngon quá xe đi chợ chợ nào đây? Đi ra mấy chỗ huyết đi. Phải đi chợ vườn đã phải 2 tiếng đồng hồ. Thôi đây đây, đó là làm cái gì ấy đi. Cho giờ là bây giờ mình làm cái gì kia đi. Bây giờ ở nhà mình nấu cơm rồi, có khi xong rồi giờ. Rồi. Úi trời ơi. Úi trời ơi. Này. Ông ơi. Úi trời ơi. Ông ăn được múc cái. Múc làm gì? Ăn luôn ra gì cho rồi. Ngon đấy. Đua đâu? Qua đây. Một cái thôi. Cả bên kia. Chán luôn. Ngon rồi. Ăn mì tôm thâu rồi. Ồ, thơm, ngon thật đấy. Mì tôm này, mì tôm chậu. Ngon rồi. Nãy không mua tí hành nữa mà. Hành giờ đây. Không bỏ hành tươi ấy. Ngày đi chợ vẫn còn chậm. Ờ.
đạt lắm đó. Thì nào có thằng trẻ ngồi rõ rãi rồi. Tôi nằm dưới đâu rồi, phục xuống dưới này. Nó chìm hết rồi. Chìm thuyền. Nhưng nó rỉu. Không quá lòng nhé. Này nghe không nhỉ. Làm thật nè. Phải đói không? Đói. Đói. Nó quá ăn lành. Ô, một cái muỗng này là một cái vá này nó nằm một tô. Nằm đầy dưới các bố ạ. Nó chìm dưới. Nó có 10 con nằm của người ta. Rồi. 10 mấy con? Không rõ. 12 bộ. Đã có một thêm. Đã đi mua 12 bộ ạ. À, 10 bộ nó còn 2 bộ nó đỏ còn này lấy hết đi. Lấy hết luôn. Ăn giờ này chắc bố thôi nhỉ, chắc tối khỏi ăn. Ăn gì đó, giờ này mấy giờ, 3 giờ rồi.